Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại cùng gặp nhau trong thời lượng của kênh Thời sự TV. Quân đội Myanmar sát hại người của các nhóm dân thiểu số. Các nhân chứng và hình ảnh vệ tinh cho thấy quân đội Myanmar đang sử dụng chiến lược tàn sát và đốt cháy nhà cửa để đàn áp người của các dân tộc thiểu số. Trong cuộc phỏng vấn, một người nông dân ở Don Thao, vùng Saigon, phía tây bắc Myanmar, cho biết khi trở về ngôi nhà của mình, anh đã tìm thấy những xác chết vẫn còn âm ỉ trong một túp lều đã cháy rụi, một số bị trói tay chân. Anh cho biết quân đội Myanmar đã ập vào Don Thao lúc 11 giờ sáng ngày 7 tháng 12 với khoảng 50 binh sĩ để săn lùng những người dân trong làng. Người thanh niên 19 tuổi này đã yêu cầu giấu tên vì sợ bị trả thù. Anh và những người dân làng khác đã chạy trốn vào rừng và cánh đồng. Tuy nhiên, 10 người đã bị bắt và giết, trong đó có 5 thanh niên, một người mới chỉ 14 tuổi, anh nói. Bức ảnh do nhân chứng này cung cấp cho thấy phần cơ thể cháy đen của một nạn nhân bị thiêu sống. Tôi rất phẫn nộ, anh nói. Quân đội Myanmar cũng bị cáo buộc giết ít nhất 35 thường dân vào đêm Giáng sinh vừa qua ở Mosul, ngôi làng ở phía đông Myanmar, nơi sinh sống của dân tộc thiểu số Karen. Sự xuất hiện của quân đội được cho là để đáp trả lại các cuộc tấn công của quân nổi dậy. Tuy nhiên, các nhân chứng của nguồn tin tại Don Thao đã cho biết nhiều người thiệt mạng đều là dân thường và không thuộc bất kỳ một lực lượng nổi dậy nào. Hình ảnh vệ tinh do Maxar Technologies cung cấp cho thấy hơn 580 tòa nhà đã bị đốt cháy chỉ riêng ở thị trấn Tha Lang, phía tây bắc nước này kể từ tháng 9. Tình trạng tương tự đang diễn ra trên khắp đất nước, đặc biệt là ở khu vực phía tây bắc. Kiam Motun, người từ chối rời vị trí đại sứ Myanmar tại Liên Hợp Quốc sau khi quân đội lên nắm quyền, nói với nguồn tin. Theo nguồn tin, các con số thống kê có thể thấp hơn nhiều so với thực tế. Nguyên nhân là các cuộc thảm sát có xu hướng xảy ra ở những khu vực xa xôi, hẻo lánh, nơi quân đội Myanmar có thể ngăn chặn thông tin bằng cách hạn chế việc truy cập Internet và kiểm tra điện thoại di động. Thưa quý vị, Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh quốc gia gọi tắt là Hội đồng Đạo đức vừa họp với nhóm nghiên cứu vaccine Nanocovax nhằm đánh giá hiệu lực bảo vệ trong thử nghiệm lâm sàng của vaccine Nanocovax. Nhóm nghiên cứu này cho biết hiệu lực bảo vệ của liều 25 microgram là 52% tính trung bình trong toàn bộ thời gian nghiên cứu lâm sàng. Theo nhóm nghiên cứu tương tự vaccine COVID-19 khác, hiệu lực bảo vệ của Nanocovax giảm dần theo thời gian. Vào ngày thứ 42 đến ngày 96 tiêm, hiệu lực bảo vệ đạt 86,7%. Sau tiêm 120 ngày còn 78,5% và giảm còn 51,6% sau 180 ngày. Hiệu quả bảo vệ ngăn diễn tiến nặng là 92%, bảo vệ khỏi tử vong là 100%. Tính chung toàn thời gian nghiên cứu, hiệu lực bảo vệ của vaccine là 52,1%. Hầu hết ca mắc COVID-19 được tiêm vaccine Nanocovax đều triệu chứng nhẹ, còn nhóm tiêm giả dược có nhiều ca nhiễm ở mức nặng. Đại diện Hội đồng Đạo đức cho biết các kết quả họp khả quan. Nanocovax là vaccine COVID-19 đầu tiên của Việt Nam, thử nghiệm lâm sàng, được bào chế theo công nghệ tái tổ hợp, tức sử dụng những mảnh kháng nguyên vô hại protein thích hợp nhất của nCoV để kích thích tạo đáp ứng miễn dịch phù hợp. Vaccine đang thử nghiệm giai đoạn 3 trên 14.000 người với mức liều 25 microgram. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, người dân làm ăn, sinh sống xa quê rất quan tâm đến việc có thể trở về quê đón Tết hay không. Mới đây, một số các tỉnh đã đưa ra quy định của địa phương, trong đó Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế không hạn chế người dân về quê đón Tết. Quảng Nam vận động người ở vùng dịch chưa về tỉnh khi không thực sự cần thiết. Dịch COVID-19 tại địa bàn Nghệ An đang phức tạp, song địa phương không hạn chế người dân trở về quê đón Tết Nguyên đán năm 2022. Người nhập cảnh phải có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 72 tiếng. Nếu tiêm đủ liều vaccine thì 3 ngày đầu phải theo dõi sức khỏe tại nơi lưu trú. Nhằm đáp ứng linh hoạt mọi công việc và hoạt động trong bối cảnh thích ứng với trạng thái bình thường mới, Hà Tĩnh cũng không hạn chế người về địa bàn trong dịp Tết, nhưng phải nâng cao ý thức cộng đồng, khai báo y tế đầy đủ. Với những người về từ các vùng dịch ở cấp độ 3 và 4 sẽ áp dụng các biện pháp cách ly phù hợp theo hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế. Tại Thừa Thiên Huế, người dân từ thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương có dịch về quê dịp Tết không bị cách ly, song cần phải khai báo y tế, quét mã QR tại sân bay, nhà ga và các cửa ngõ. Quảng Nam đề nghị các địa phương vận động người thân đang sinh sống, làm việc ở nơi có dịch không trở về tỉnh khi không thực sự cần thiết, nhằm phục vụ tốt hơn cho công tác phòng chống dịch COVID-19.
Theo hướng dẫn mới do Bộ Y tế ban hành ngày 29 tháng 12, những người bắt tay, ôm hôn, tiếp xúc trực tiếp với da, cơ thể F0 mới được coi là F1. Trong khi trước đây, người chỉ gặp thoáng qua ở thang máy trong siêu thị cũng được coi là F1 và phải cách ly. Quyết định mới của Bộ Y tế đã điều chỉnh tất cả định nghĩa trước đây về những ca nghi ngờ F0, F1. Cụ thể, ca bệnh nghi ngờ là người có tiếp xúc gần với F0 và có ít nhất 2 biểu hiện lâm sàng gồm sốt, ho, có kết quả xét nghiệm nhanh dương tính, có yếu tố dịch tễ, tức có mặt trên phương tiện giao thông cùng tham gia sự kiện, nơi làm việc, lớp học với F0 đang trong thời kỳ lây truyền. Người ở đến từ khu vực có dịch. Trong hướng dẫn này, Bộ Y tế cho biết F0 đang trong thời kỳ lây truyền là 2 ngày trước khi khởi phát bệnh, hoặc 2 ngày trước khi lấy mẫu đến khi xét nghiệm âm tính hoặc chỉ số tải lượng virus dưới 30. Với ca bệnh xác định F0, Bộ Y tế cho phép dùng kết quả test nhanh để xác định. Với F1, hướng dẫn này cho biết chỉ người tiếp xúc gần trong vòng 2 mét mà không đeo khẩu trang trong không gian hẹp và kín tối thiểu 15 phút, hoặc có bắt tay, chạm vào da, cơ thể, ôm, hôn F0, hoặc chăm sóc, thăm khám F0 trong thời kỳ lây truyền mà không sử dụng phương tiện bảo hộ cá nhân mới được coi là F1. Hướng dẫn này thay đổi và định nghĩa rõ ràng hơn về ca nghi ngờ F0, F1. Thưa quý vị, tại Hà Nội, trước số lượng F0 không ngừng gia tăng và chuẩn bị chạm ngưỡng 2.000 ca một ngày, thành phố hiện đã lên phương án và chuẩn bị sẵn sàng mọi nguồn lực, đặc biệt là oxy y tế, để có thể đáp ứng được tối đa công suất tại các cơ sở y tế điều trị. Vậy các cơ sở đã chuẩn bị lên phương án ra sao? Ghi nhận của phóng viên chương trình. Hệ thống oxy trung tâm, một bộ phận quan trọng không thể thiếu tại các bệnh viện. Trước việc số ca mắc tại Hà Nội và các tỉnh thành phía Bắc gia tăng, các bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 đã chủ động sẵn sàng nguồn cung ứng. Không chỉ đáp ứng nguồn oxy cho 500 giường điều trị theo công năng, trong tình huống số bệnh nhân chuyển nặng gia tăng, Bệnh viện điều trị người bệnh COVID trực thuộc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã sẵn sàng chuẩn bị cao hơn một mức về oxy y tế. Bệnh viện cũng đã tính đến phương án là một là thuê bồn oxy hóa lỏng cộng với dàn hóa hơi, hoàn toàn có thể đang vấn đề chờ đấy, sẵn cái đầu chờ. Tại mỗi đầu giường thì có những cái đầu chia đó, thì trong cái đó là trong trường hợp mà quá là quá tải ấy, mọi người cũng chia sẻ cái oxy chỗ đấy. Và cũng có thể cái phương án là sẽ bồn oxy lưu động đến nơi và cho cắm một cái đầu mối đấy thì cũng hoàn toàn thể cung cấp. Là bệnh viện tuyến đầu điều trị COVID-19 của thủ đô, hệ thống oxy y tế của Bệnh viện Đa khoa Đức Giang hiện đã đảm bảo khả năng đáp ứng được tới 500 bệnh nhân thở oxy cùng một lúc. Bệnh viện hiện tại đã đang có hệ thống oxy trung tâm là 20 mét khối oxy khí lỏng. Nếu tính thành khí, nó sẽ tương đương với 17.000 mét khối khí. Thứ hai, đứng về đầu oxy thì toàn bộ hệ thống bệnh viện hiện tại thì có gần 600 đầu oxy. Trong đó có gần 300 đầu có thể thở máy được. Hệ thống khí lén của bệnh viện có thể đảm bảo độ hơn 100 cái máy thở liên tục được. Theo báo cáo, hiện có 5 đơn vị đang cung ứng oxy, khí nén cho các bệnh viện của Hà Nội. Sở Y tế Hà Nội đã làm việc với các đơn vị sản xuất, cung ứng oxy y tế, khí nén và đã yêu cầu 32 bệnh viện được phân công, phân tầng điều trị bệnh nhân COVID-19 phải làm việc, ký cam kết cùng doanh nghiệp cung ứng oxy y tế, khí nén, đảm bảo cung ứng trong suốt quá trình điều trị